Dạ, thưa chị và các bạn, hôm nay em sẽ nói tiếp cái phần B2, đó là phần ở rối loạn về ở. B á, này chị nói đó. Phần B thì nó có của hệ của tiêu của dạ dày ruột, của ruột chứ. Thì trong cái ruột của nó thì nó có của dạ dày, phần B là của dạ dày. Thì dạ dày nó có phần đầu tiên quan trọng nhất là khó tiêu chức năng, personal dyspepsia. Thì cái personal dyspepsia này thể do Thư trình bày, thành ra Hương lướt qua không cần trình bày phần này. Hương đi thẳng vào những cái ít gặp hơn, nhưng mà những cái này mình nói lướt qua thôi. Bắt đầu đi Hương. Dạ, là được định nghĩa như là một cái tiếng phát ra trong không khí của từ cái thực quản hay từ cái dạ dày vào hầu, thì nó xảy ra thường thường xuyên và có thể cho là một cái rối Sẽ gây ra loạn khi khoảng quá mức. khi nó Quá quá mức. mức là trở nên nó gây phiền phức. Dạ. Nếu mà ở bình thường thì thôi, nhưng mà mấy bạn thấy có những ở mấy bạn gặp cái ca này, bệnh nhân này chưa, có những bệnh nhân họ đến với mình họ ở liên tục, họ không nói được luôn nha, họ ở liên tục và nó là khủng khiếp luôn á, là người ta tới người ta hạn chế vấn đề giao tiếp và ngay ảnh hưởng đến công việc của người ta luôn, tức là cứ tới là họ cứ ở liên tục. Còn những cái người mà lâu lâu ở 1 2 tiếng á thì nó không có gây phiền hà thì thôi, thì mình không gọi là rối loạn về ở, mà cái này thỉnh thoảng có gặp này, ra mấy bạn biết để mấy bạn điều trị và kế tiếp. Dựa vào cái nguồn gốc của cái hơi thoát ra thì ở là được chia ra làm hai hai tuýp, đó là ở ở trong dạ dày và ở trên dạ dày. Cái dịch tễ của nó thì trên cái dân số thường á thì người ta vẫn chưa có được quan tâm tới, tuy nhiên á, thì nó được thì nó không có được vẫn chưa có được xảy ra thường xuyên Không ở được trong xem là không thường gặp trong thực hành lâm sàng. Hai chữ not, not, not và on có nghĩa là nó cũng khá thường gặp trong lâm sàng. Và cái ở nó chỉ làm hai loại ở, mà nếu mà cái hơi nó tống lên, nó chắc nó tống lên từ dạ dày gọi là ở dạ dày, còn nếu mà nó ở trên dạ dày từ thực quản trở lên thì nó gọi là ở trên thực quản, ở trên dạ dày. Và cái tần suất thì dịch thì chưa có rõ định nghĩa, tần suất thì chưa có rõ, việc tễ học thì chưa có rõ, nhưng mà nó là khác, nó không phải là không thường gặp nha. Not không. unaccounted, nó không phải là không thường gặp, có nghĩa trong thực hành lâm sàng mình vẫn thường gặp. Rồi tiếp. Dạ, tiêu chuẩn chẩn đoán của ở hơi ở của ở thì nó cũng giống như vậy, nhưng mà để coi nó nhiều hơn 3 ngày trong một tuần và nó kéo dài 3 tháng với cái triệu chứng khởi phát mà từ 6 tháng trước khi chẩn đoán. Nó chia làm hai cái là ở phía trên ở trên dạ dày và cái thứ hai là ở trong dạ dày. Ở từ thực quản hoặc là ở từ dạ dày ha, chất tiết từ thực quản hoặc là phải chất từ dạ dày, cái này nó khó chịu lắm, em sẽ thấy người ta ở một ngày ở liên tục luôn á. Rồi một số điều, một số cái remark, một số điểm cần là hỗ trợ giúp em. Hỗ trợ là gì? Ở trên dạ dày là sao được hỗ trợ? Nghĩ đến ở trên dạ dày Thì nghĩ đến bởi bởi ở cái xuyên lặp đi lặp lại của cái ở lại ha. Còn ở con dạ ở trong dày thì nó không cũng chưa được xác, có liên quan đến nó chưa được xác định liên quan với lâm sàng. Áp lực trở kháng trong lòng, áp lực trở kháng ở trong lòng của thực quản. quản đó, nói chung hai cái đó đó có thể sử dụng để phân biệt giữa, có thể áp lực giữa áp trở trong lòng thực quản thì giúp phân biệt với cái ở này là ở thực quản, phân biệt Hay với là ở ở vậy. nói chung điều trị cũng có gì khác nhau, kệ nó đi, ở gì cũng được, nếu phân biệt được thì phân biệt, không thì thôi. Nhưng mà thường ở của thực quản thì nó cách cách dữ lắm, nó đi cứ ở liên tục, đặc điểm về Dạ về sinh lý. Dạ, về yếu tố sinh lý thì là ở hơi trên dạ dày được bắt đầu bằng việc tạo ra áp suất dưới khí quyển trong khoang ngực bằng sự chuyển động của cơ hoành theo hướng nằm, tương tự như là hít vào sâu. Ở hơi dạ dày xảy ra trong khi co thắt cơ cơ thực quản dưới giãn ra và áp lực trong lồng ngực tăng nhẹ. tăng nhẹ Cơ thôi. thắt thực quản trên giãn ra trong cả cái ở hơi trên và trong dạ dày.
về cái yếu tố tâm lý thì ở hơi trên dạ dày ngừng trong lúc nói, mất Ngừng tập trong trung khi và trong khi ngủ. nói, Nó làm giảm chất lượng cuộc concentration tức sống. là khi không chú ý. Ở trên dạ dày thì thường nó bị ngưng khi mình nói, khi mình không chú ý. Distraction là mình bị lơ lãng, mình không tập trung tới nó. Và khi ngủ, nó làm Nó làm giảm. giảm chất lượng cuộc sống và liên quan đến những đợt stress và có tần suất cao ở những bệnh nhân bị rối loạn lo âu. Ở quá mức có thể xảy ra ở những bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chứng ăn vô độ và viêm não. Buồn nôn là một triệu chứng chủ quan được định nghĩa. Cái này là về phần B3 là cái rối loạn nôn và buồn nôn. Thì buồn nôn là một triệu chứng chủ quan được định nghĩa là một cảm giác khó chịu sắp xảy ra khi muốn nôn, thường diễn biến ở vùng thượng vị và vùng cổ họng. Thường nó thấy khó chịu, clearance đó là nó trải qua ở vùng thượng vị và ở họng, tức là mình thấy sẽ nôn nao vùng thượng vị trước khi đó, hoặc là mình cảm thấy vướng vướng ở họng, cảm giác nhợn 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 ở họng đó. Nôn được định nghĩa là sự tống xuất mạnh mẽ của các chất trong đường tiêu hóa qua đường miệng, có liên quan đến sự co bóp của cơ bụng và cơ thành ngực. Cái tần suất của cái hội chứng này thì chưa rõ. Nôn nôn là nôn nôn mãn tính thì nôn mãn tính, sự Hội chậm trễ trong chẩn đoán của chứng mãn tính thì được gây ra triệu chứng ở khoảng 13 đến 14% người lớn liên quan đến buồn lớn. nôn, không giải thích được. Cái nôn do thuốc 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 cặc cặc bano là cái áp phiện phải không chị? Thì cái này cái nôn ói do liên quan đến áp phiện thì được giải quyết bởi khi mà mình ngưng ngưng hút áp phiện, cũng giống như là cái nôn Không phải mãn tính. à, đúng rồi, Ngừng cái triệu chứng, ngừng cái triệu ngừng chậm trễ trong chẩn đoán, chẩn đoán của nôn do áp phiện và số lượng cái ca cấp cứu, nhập cấp cứu trước cái chẩn đoán thì rất là thường gặp. là điển hình chẩn đoán CNPS, là chẩn đoán hội chứng nôn và buồn nôn thì nó cũng vậy nhé. Là một cái cảm giác khó chịu, nặng, đủ nặng để mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Xảy ra một lần Xảy ra ít nhất một lần một tuần, và một hay là nhiều hơn cái đợt nôn ói trong một tuần. tức là buồn nôn á, cảm giác khó chịu của nó thì ít nhất một lần một tuần, và hoặc ít nhất là một lần có ói. Cái thứ hai á, là loại trừ hiện tượng nôn trớ tự gây ra, rối loạn ăn uống, nôn trớ hoặc là nhai lại. Cái thứ Nhưng ba mà là cái trường hợp là ói mà tự mình tạo ra, khi nào bạn khó chịu bạn tự bắt họng bằng ói hay gì thì loại cái đó ra. Self induced là ói mửa gây ra do tự tự là tự mình, rối loạn ăn, ở trớ hoặc là chứng nhai lại, và không có những cái bằng chứng về những cái bệnh lý về chuyển hóa hệ thống, những bệnh lý về thực thể ha, mà có thể giải thích triệu chứng trong những cái xét nghiệm thường quy, ví dụ như có soi mình vẫn không giải thích được hết. Rồi, tiêu chuẩn này, hội chứng ói có chu kỳ, thỉnh thoảng vẫn gặp cái hội chứng ói có chu kỳ nha. Cái hội chứng ói theo chu kỳ, nôn ói theo chu kỳ là các đợt nôn mửa giống nhau khi khởi phát cấp tính và nó tiếp diễn ít hơn một tuần, ít nhất
cái này em dịch không có được chị. Edit này là cái gì á chị? Em ghi đúng theo trong cái bài luôn mà em không hiểu là nó Chữ là cái gì luôn. E phía Dạ. trước bị lộn gì đó. Dạ. Ít nhất là đợt vào năm trước đó và hai đợt trong 6 tháng vừa qua. Chữ A, Dạ. E là chữ A đó. Xảy ra tối thiểu là một tuần, cách nhau một tuần. Tức là nếu mà hai trong 6 tháng vừa qua thì phải cách nhau một tuần. Và trước đó một năm thì ít nhất phải có một đợt. Dạ. À, không bị nôn giữa các đợt à, nhưng các triệu chứng nhẹ khác có thể xuất hiện giữa các chu kỳ à, Cái ói nó có chu kỳ nó buồn cười lắm ấy, em. Cái ói có chu kỳ nó tức cười lắm, tức là có nhiều lúc một năm nó xảy ra chỉ có hai đợt thôi ha, một năm chỉ ra hai đợt nhưng mà nó kéo dài, nó xảy ra tối thiểu nó kéo dài từng đợt sau giữa các đợt thì nó không có nữa nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài. Nó có yếu tố gia đình, cái này quan trọng lắm, nó có yếu tố gia đình liên quan đến vấn đề là migraine ha. Cứ nhiều lúc nó đi chung với cái cơn migraine luôn á mấy em ha, thành ra nhiều lúc mình nghĩ là cái ói này nó liên quan đến cái migraine nha, nhưng mà nhiều lúc cái migraine này là một cái yếu tố gợi ý là coi chừng bệnh nhân này có cái hội chứng ói có chu kỳ. À, cái này là tiêu chuẩn chẩn đoán của cái hội chứng nôn ói do cannabinoid binoid. Ói mức đó, ói bữa kinh khủng lắm đó ha, liên quan đến cannabinoid. Tiêu chuẩn nó cũng vậy thôi. Nôn theo từng đợt à, nôn Nó theo giống từng như đợt có cấu hình. chu Dạ, giống nôn theo chu nó giống kỳ. như có chu kỳ về cái khởi phát, gian và tần suất, và nó hiện diện sau khi gì, sau khi chúng ta sử dụng cannabinoid này quá mức và kéo dài, nó giảm ói, và khi mà chúng ta ngưng thuốc này ha, Yeah. các yếu tố gợi ý Cái yếu tố gợi ý là khi mà tắm. khi mà có thể là nó kèm với những cái hành vi tắm mà nó bệnh lý, những cái hành vi tắm mà nó không phải bình thường, ví dụ như là tắm nước nóng nó quá lâu, hoặc là tắm mà trong bồn quá lâu, ngâm người trong bồn quá lâu, hoặc là shower, hoặc là tắm nước vòi sen nó quá lâu mà nước nóng đó em nha. À, tắm bệnh lý hả chị? Cái hành vi hoặc với hành vi tắm mà nó gây ra bệnh, nó pathologic, nó không có bình Dạ. thường. Rồi. Xin lý bệnh. À, dạ. Hội chứng nhịp nhanh tư thế đứng, à, suy giảm phản ứng phó giao cảm, à, bao gồm à, những cái không không bao gồm những cái hội chứng đau. À, hội chứng đau đa vùng. Rối loạn thần kinh tự động có được tìm thấy trong cái hội chứng ói đúng không? Dạ. Tính À, đó là không. gì? Đau vùng phức tạp, đau từng vùng, đau từng vùng, hội chứng đau từng vùng phức tạp, tăng nhịp nhanh Dạ. liên quan tư thế Tăng nhịp đứng. nhanh. Đáp ứng phó giao cảm suy kém, khi đáp ứng phó giao cảm bị suy giảm đối với thở sâu Ở và đáp sau ứng và da giao cảm bất thường. Rồi cái rối dưới loạn là chức năng chức năng tâm lý lý xã hội tâm thì lý cho thấy ở một số người có nôn mở, rối loạn nôn mở, nôn ói. Suy đến bệnh cái sinh của cái CHS thì người ta vẫn chưa có rõ. Một số cannabinoid có những cái có cái hoạt tính chống nôn. tính chống nôn và một số khác có thể tham gia vào quá trình Nói tái như tái thế phát nôn. nào và nó cũng ảnh hưởng và hiệu quả của nó cũng Ảnh hưởng trên cái liều. tùy thuộc vào liều Dạ. đánh giá lâm sàng. Dạ, đánh giá lâm sàng. Hội chứng nôn ói chủ yếu được phân biệt với nôn ói theo chu kỳ bởi những cái điểm thời gian riêng biệt các đợt mà của nôn ói. Bởi những cái đặc điểm temporal là thoáng qua tương đối, À, thoáng qua tương đối. những cái đặc điểm mà những cái điểm mà đặc trưng á, mà tương đối mà thoáng qua, ví dụ như là cái Dạ. CVS thì nó Kéo tấn dài hơn.
Ừ, thường nó kéo dài hơn và nó thường xuyên hơn Từ ở lớn ở hơn người là lớn so với trẻ em. Chẩn đoán phân biệt của nôn ói tái phát á, thì nó rất là rộng, như là liệt ruột, giả tắc nghẽn tá tràng. liệt dạ dày, liệt dạ dày, tắc giả Tắc ruột là giả cái gì? ruột. Là liệt ruột đó hả? Tắc giả, À, rồi tắc tắc thật. giả Tắc thật là tắc tắc nghẽn. cơ học, mechanical obstruction là tắc cơ học, và một số rối loạn, một số bệnh lý Rối hệ loạn thần kinh hoặc là những thần cái rối kinh bệnh chuyển hóa. hóa. À, một số Chuyển hóa ví dụ như đái tháo đường á, mấy em hay thấy có nhiều lúc nó bụng nôn hoài là vì nó bị liệt dạ dày đó. Tình trạng, một số tình trạng một số hiếm có thể có những cái biểu hiện tương tự như CPS, bao gồm rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp tính ngắt quãng cũng có các triệu chứng thần kinh liên quan, và rối loạn oxy hóa axit béo. mấy cái này kể nó đi, mấy cái này là mình trước khi mình chẩn đoán những rối loạn này liên quan đến chức năng thì mình phải loại trừ hết các nguyên nhân của ói và buồng ói, và ói của buồng ói lúc nào mà loại trừ cái đầu tiên mà em nhớ loại trừ của hệ thần kinh trung ương, thứ hai là miễn dịch, là của chuyển hóa nha, chuyển hóa rồi mới tới cái hệ dạ dày, mới tới dạ dày tụy mật, tụy nó cũng ói, mật cũng ói, xong bắt đầu đến loại trừ những cái của nước ruột và liên quan đến tắc ruột theo cái thứ tự mình tiếp cận ói á ha, xong rồi mấy em mới loại tiếp nói chừng những cái vấn đề sử dụng thuốc, số thuốc nó có thể gây buồn nôn ói mửa đó, nó theo cái thứ tự như vậy đó. Thành ra cái đầu tiên nó đề nghị mình làm gì, loại trừ rối loạn điện giải nè, cân mặt kiềm toan, ví dụ cường giáp, những bệnh lý về chuyển hóa đó, tăng canxi máu, nhược giáp, bệnh Addison ha, rồi loại trừ thuốc, và các bạn mới nói mấy em mới loại trừ thuốc, rồi phải soi soi để loại trừ bệnh lý dạ dày tá tràng, chụp cái X quang ruột non này loại trừ thắt ruột hoặc CT hoặc là MRI đường ruột à, để đánh giá mấy bệnh lý về dạ dày và ruột, làm CT ở đầu để loại trừ những cái tổn thương mà những cái tổn Chiếm thương mà nó chiếm, những cái tổn thương sang thương mà nó có chiếm một cái khoảng trong não nó gây tăng áp nội sọ, rồi làm những cái nếu mà những cái test này bất thường bình thường thì phải xem xét đánh giá về sự lầm trống dạ dày, nó hay gặp trong mấy bệnh lý chuyển hóa đái tháo đường, nó làm bị liệt dạ dày ha, nó gây liệt dạ dày nó không bóp được, thành ra các bệnh nhân lúc nào cũng cảm giác buồn nôn, và nếu triệu chứng nó trầm trọng nó cứ tồn tại mãi thì phải làm cái manometry, tức là đánh giá về động học á, à, cái này tự nhiên dịch là cái gì quên mất tiêu rồi, manometry là hả, đo áp lực, hang vị dạ dày phải không chị? đúng rồi, hang vị tá tràng À, hang vị tá tràng. để đánh giá bệnh lý về ruột, bệnh lý thần kinh của ruột, bệnh lý về cơ. Nhưng mà nếu mà bình thường thì cũng thì nó có hữu ích. Thế là nếu bình thường thì mình loại trừ mấy cái đó đó, rồi làm pH thực quản để loại trừ ói, đi làm có triệu chứng không điển hình của gợt. Thì cái thứ tự mình là vậy. Thứ tự mình nó tiếp lung tung vậy đó, nhưng mấy em nhớ cái thứ tự này, cái quan trọng nhất là nhớ cái não trước, hệ thần kinh trung ương. À, cái hệ thần kinh trung ương là ói mửa phải loại nó ra. Cái quan trọng thứ hai là vấn đề chuyển hóa ha, một số bệnh lý chuyển hóa, vấn đề rối loạn điện giải nha, là cái thứ hai, thứ ba là thuốc, xong bắt đầu tới tới cái từng đoạn này, đoạn ở trên là của thực quản, kế tiếp là của dạ dày, xuống nữa là của gì, ruột đúng không, à xuống nữa là qua ruột, mình loại trừ theo cái thứ tự vậy đó, như khi mà em tiếp cận ói mửa buồng nôn cũng vậy thôi ha, rồi nếu mà loại hết rồi á thì nghĩ coi chừng nó là rối loạn về chức năng, à rối loạn chức năng thì chỉ có một cách là cho thuốc chống trầm cảm, cho thuốc những cái liên quan đến thần kinh thôi, chứ cho thuốc chống ói nó lại không hết ha, đường ói mửa còn có liên quan đến vấn đề à, xây tàu xe những cái ói không có đúng không hết, nhưng mà cái đó thì nó dễ nhận biết đó, nhưng còn đến thuốc thì lưu ý những cái thuốc mà dễ gây ói mửa nhiều nhất đó là mấy cái thuốc mà điều trị ung thư á, mấy cái hóa trị á, ói ghê lắm, mà mỗi cái ói như vậy thì nó sẽ có những cái thuốc điều trị chống ói nó khác nhau, chứ phải ói nào cũng có một thứ thuốc là Rembrandt đâu ha, rồi nói lướt sơ về hội chứng nhai lại cho biết thôi, biết để người ta nói mình không biết, và trên đời này nó còn có một cái hội chứng gọi là hội chứng nhai lại. Hội chứng nhai lại thì được đặc trưng bởi sự nôn trớ lặp đi lặp lại, không tốn nhiều công sức của cái thức ăn đã đi vào miệng
sau là cái đó trớ, cái trớ tự nhiên, cái trớ này trớ tự nhiên ha, cái trớ này không phải là mình gắng sức mà tự nó trớ lên, giống như em bé sau uống sữa vậy đó, cho nằm thì nó trớ lên ha, không phải giống như ói là mình phải gắng sức, không có sự tham gia của các cơ ha, và lặp đi lặp lại của cái thức ăn, cái nó trớ lên thức ăn vào miệng xong là mình đang phải gì nhai 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 để lại nuốt xuống, ghê Tóm mắt quá lại ha. hoặc Giống như là con tóm bò. thức dạ dù ban đầu được mô tả ở trẻ sơ sinh và người khuyết tật, nhưng mà người ta biết rằng thì hội chứng nhai lại xảy ra ở cả nam và nữ ở mọi lứa tuổi với mọi cái chức năng nhận thức. Trong một cơ sở dữ liệu lớn về bệnh nhân buồn nôn và nôn không rõ nguyên nhân thì có 3,3% phụ nữ và 3,5% nam giới đáp ứng tiêu chí Rom-3 về hội chứng nhai lại. Tiêu chuẩn. Dạ, tiêu chuẩn chẩn đoán là nó cũng như vậy. Ta đi tái À, lại hoặc là tái dai đi dẳng, tái lại dây hoặc là dây dẳng. những thức ăn gần đây vào trong miệng đúng không, mới Dạ. là hoặc là khạc nhổ ra hoặc là gì nhai lại mà nuốt Hai là và nuốt. ha. Dạ. Thứ hai là nôn chớ không có trước khi chớ. Cái điểm đặc điểm lưu Những cái ý là cái đợt mà để giúp em nôn hỗ chớ. trợ chẩn đoán á, là cái trớ này là không có gắng sức và thường không đi trước bởi nôn, đi trước bằng nôn. Trớ này có chứa những cái thức ăn mà có thể nhận biết được đúng không, và có thể Dạ. làm có thể có một cái vị mà cái vị nó không có làm khó chịu á, tức là thường thường những cái thức ăn này là mới ăn xong mới đây thôi, và cái quá trình này có khuynh hướng chấm dứt khi gì Dạ đó có khi mà chất nôn trở nên có tính axit. rồi, sinh lý À, bệnh. dạ, sinh lý bệnh là giãn cơ thắt thực quản dưới đồng thời xảy ra trong các đợt tăng áp lực ổ bụng và cơ chế tự giãn của cơ hoành cho phép tăng áp lực dạ dày bình thường sau ăn vượt quá rào cản áp lực do cơ thắt thực quản dưới cung cấp. Ừ, có nghĩa là cái áp lực của dạ thực quản dạ dày sau khi ăn thì nó quá mạnh đó, vượt quá cái áp lực của cơ thắt thực quản dưới, do đó nó gây thức ăn nó trào từ dưới lên trên đó. Dạ. Sự dao động pH nhanh chóng nổi bật nhất trong giờ đầu tiên sau ăn và là kết quả của việc nôn trớ và nuốt thức ăn trở lại. Ngược lại thì pH thực quản về đêm thường là bình thường. Các đợt nhai lại được xác định trên việc kết hợp đo trở kháng và đo áp lực độ phân giải cao. Giảm cơ thắt thực quản trên trong suốt toàn bộ những cái biến cố nhai lại cho thấy rằng À, cho thấy thấy rằng rằng cái có vai sự trò tham quan gia. trọng, cái sự tham gia đó là vai trò quan trọng của cấu trúc này ha. Về hồ sơ triệu chứng, các triệu chứng thì có thể xuất hiện trong mỗi bữa ăn, kể cả chất lỏng, thường được dung nạp tốt hơn trong điều kiện là nôn thực sự. Nhiều người bị cái chứng nhai lại cho biết các triệu chứng khác thì bao gồm như buồn nôn, ở chua, khó chịu ở bụng, Ở tiêu nóng chảy. có chịu vùng bụng tiêu chảy và hoặc táo bón, sụt cân có thể nổi bật đặc biệt ở người trưởng, ở những ít thanh niên, chẳng phân biệt Dẫn với đến ở phân trớ, của trớ là được nó cái là miệng hình vợt mà ha, nên phân biệt với đó, phân biệt với gợt. kèm theo ở nóng ở phụ nữ thì có thể chẩn đoán lầm với cái chứng cuồng ăn hay là chán ăn tâm thần. Các test để chẩn đoán là kết hợp trở kháng thực quản, áp kế độ phân giải cao hay là áp kế hang vị, tá tràng thì có thể cung cấp những phát hiện điển hình xác định chẩn đoán trong một số trường hợp xác định. Cái này thì mình ít dùng qua cái phần này, loạn cơ vòng ốt đi là túi mật. Dạ, rối loạn cơ vòng ốt đi và
túi mật thì có chia làm hai hai nhóm, hai nhóm là Đau quặn mật, đau đau quặn. đau quặn mật và rối loạn chức năng của cơ vòng ốt đi. Tiêu chuẩn chẩn đoán của cơn đau quặn mật là cơn đau ở trên vùng thượng vị và ở hoặc là ở 1/4 trên, và có những cái tiêu chuẩn sau. Và phải thỏa hết tất cả những tiêu chuẩn sau. Thứ Dạ. nhất, nó khởi đầu bằng một cái đau âm ỉ và nó kéo Dạ. dài 30 phút trở lên. Em nhớ cái đau của túi mật đó, mặc dù gọi là cơn đau quặn nhưng mà nó cơn đau của nó ít nhất là 30 phút trở lên đó, thường nó kéo dài từ 1 đến 2 tiếng nha. Chứ nó không phải cơn đau quặn ruột mà nó đau trong vòng vài phút đâu. Trong cơn đau quặn ruột nó đau có vài phút, chứ cơn đau quặn mật có cơn đau quặn thận là nó kéo dài từ 30 phút trở lên. Thành ra nhiều lúc mình không có phân biệt được đây là cái cơn đau quặn hay đau liên tục. À, xảy ra vào những cái khoảng thời gian khác nhau, Nó không xảy phải là ra nó xảy ra với cái khoảng khoảng cách thời gian nó khác nhau, có nghĩa là có thể cách một ngày, có thể cách 2 3 ngày ha, nó chứ không phải thường xuyên mỗi ngày. nó nặng đủ để mà làm rối loạn, để mà Tức là những cái ảnh cơn hưởng nó nặng động đến mức ngày. nó làm mà cản trở những cái hoạt động thường ngày, cản trở hoạt động thường ngày và chỉ có thể đưa người ta đến khám cấp cứu, người ta có thể đi khám cấp cứu nhé, người ta đến phòng cấp cứu tại vì nó đau lắm, cái này nó đau lắm, đau y chang như cơn đau quặn mật vậy đó. Không không đáng kể, ít hơn 20% có liên quan đến nhu động ruột, dưới 20%. Liên quan đến vấn đề thay đổi tư thế hoặc là sử dụng thuốc chế toan, tức là khi mình sử dụng cái này nó hay biệt với gì biết không, giống như đau dạ dày gì đó, tức là những trường hợp này chan với đau dạ dày, người ta nghĩ đau dạ dày người ta uống thuốc ức chế toan thì đã đáp ứng của nó là dưới 20%. Cái tiêu chuẩn thêm vào là cái cơn đau có thể liên quan tới nôn ói. Đôn ói sau răng là sau vai đó, Lan sau tai. hoặc là dưới xương bả vai bên phải. Cái walking from sleep này là gì vậy chị? Là đi khi ngủ là gì, là gọi là cái chứng gì đó, đi bộ khi ngủ mình hay gọi là cái gì ta, cái gì đang ngủ dậy đi 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 là gì, Cái gì? mộng du cô ơi, mộng du. À đúng rồi, mộng du đúng rồi. Ngộ Du. à. Thật ra mấy ca này mắc cười lắm, mấy ca này nó thường hay sợ xảy ra sau cắt túi mật đó, nó cứ đau hoài à ha. Nhiều lúc mà em chẩn đoán là sỏi túi mật đi siêu âm chẳng thấy sỏi, đau y chang như sỏi túi mật rớt xuống nó kẹt ở cổ túi mật vậy đó. Rồi tiếp tục. Định nghĩa của cái rối loạn chức năng túi mật á, là thuật ngữ rối loạn chức năng túi mật là để mô tả bệnh nhân bị đau đường mật và còn túi mật mà không Còn có như sỏi mà cả. không có sỏi và không có gì, không có cặn buồn, không có bị đặc quánh, cái dịch mật không có bị đặc quánh, slug là mấy cái dịch mật đặc quánh đó mấy em, có vi sỏi mật nó sợ vi sỏi mật nó rớt ra đó, tức là cái siêu âm túi mật họ hoàn toàn bình thường, không có sỏi không có gì hết ha. Đây là một vấn đề lâm sàng rất thường gặp, khá là thường gặp. Cắt túi mật là gì, là Động mất một thường xuyên. bị mật thường xuyên, không biết nguyên nhân là cái gì hết, cuối cùng đẻ cắt luôn rồi. Cái con số và cái tỷ lệ mà rối loạn Được chẩn chẩn đoán cái đoán nó tăng rối lên loạn chức năng túi mật á, thì tăng lên ở Mỹ, và những cái case series á, thì được liệt kê như là một cái định của cắt túi mật, nó là một cái trong. nó chỉ định cắt túi mật ở 10 đến 20% ở người lớn và 10 đến 50% ở trẻ con, và nó hiếm được chẩn đoán ở bên ngoài Mỹ, tức là ở Mỹ thì người ta chẩn đoán cái này nhiều, còn bên ngoài Mỹ thì nó lại ít ít được ít chẩn đoán đến vấn đề rối loạn về chức năng túi mật. Chẩn đoán và Tiêu chuẩn đoán. chuẩn ha, nó đau y chang như là đau của sỏi túi mật vậy đó, nhưng mà không có sỏi thôi, không có bất thường gì ở túi mật hết. Tiêu chuẩn phụ là gì, phân suất tống, phân suất Phân tống suất mật ở trên cái gì xạ hình rồi nó giảm trên xạ hình. zero xạ hình
men bình thường. Bilirubin bình thường, bilirubin kết hợp bình thường, Bilirubin. ăn như ta bình thường hết ha. Dạ. Vậy rồi xử lý bệnh là do rối loạn về vận Bạn động vận động có chứ. thể đóng vai trò quan trọng trong cơ chế bệnh sinh của triệu chứng bằng cách thúc đẩy tình trạng viêm túi mật. Cái sỏi nhỏ, vi sỏi thì kết hợp với việc chậm tưới máu trên xạ hình, Và có nhiều giảm tống suất mật, giảm cái tống dạ suất ra bị chậm trễ, tức là người ta dạ mật nó tống suất mật nó bị chậm trễ. Bình thường mật mình mỗi lần mình ăn vào cái túi mật nó sẽ bóp đúng không, thì cái đây cái túi mật dạ này nó không có bóp, cái khả năng rối loạn, cái khả năng bóp túi mật nó giảm xuống, nhiều thiếm dạ khuyết trong gì sự co bóp bóp túi mật bao gồm những cái hoạt động tự phát, những cái đáp ứng à, đối với CCK, với những cái cách cách CCK là viết tắt của từ gì quên mất rồi, em mở lên với em dò đi, để kích thích thần kinh. Cái này là để chứng minh rằng nó rối loạn về co bóp túi mật thôi. Nghiên cứu, một số nghiên cứu cho thấy rằng áp lực à, áp lực của cơ vòng ốt ly tăng trong những cái bệnh nhân mà có rối loạn vận động túi mật mà không nhưng trong không đó có mối không liên liên quan giữa giữa cái lực cơ vòng ốt ly với cái tống suất túi mật đó cô, khả tống suất túi mật năng tống suất của túi mật. Đây. cái hình này á, là bệnh nhân có một cái rối loạn vận động cái túi mật Túi thì nó mật sẽ gây viêm, tình cảm viêm túi viêm. mật. Xong rồi đây là cảm nhận của cái vùng Cảm này, đường tụy mật tá tràng ha, cảm nhận đau, cảm nhận khó chịu nó đưa đến cắt túi mật. các túi mật Cắt túi mật xong xong rồi cái cảm nhận này vẫn tồn tại, vẫn gây đau. Cắt túi mật thì cũng có thể nó giải quyết được thì nó hết đau, hoặc là nói gì như vậy, khi mình cắt túi mật thì có hai tình huống xảy ra: một tình huống sau cắt nó vẫn đau, một tình huống sau cắt thì nó hết đau. Với một cái tình huống nữa là gì, nó làm interrupt, tức là làm cái cắt cái liên tục của cái phản xạ thần kinh, nó làm thay đổi về áp lực đúng áp không, lực, dạ áp làm cái lực động. của động lực thì cái này gọi là rối loạn chức năng của cơ vòng ốt đi. À, tiếp đi Hương. Dạ. Nên loại trừ sỏi đường mật bằng siêu âm, lặp lại nếu cần và bổ sung bằng EOS làm siêu âm qua nội soi. Các xét nghiệm khác có thể cần thiết để loại trừ loét dạ dày, viêm tụy mạn thầm lặng, bệnh gan nhiễm mỡ hay là hội chứng cơ xương. Đo áp suất của thực quản, xét nghiệm làm rỗng dạ dày và nghiên cứu việc vận chuyển thức ăn. Có thể được yêu cầu nếu các triệu chứng gợi ý các hội chứng rối loạn chức năng thay thế. Chẩn đoán rối loạn chức năng túi mật thì có thể được loại trừ nếu cơn đau điển hình và trầm trọng. Rối loạn chức năng cơ thắt mật thì thường được xem xét ở những bệnh nhân bị đau đường mật sau phẫu thuật cắt túi mật khi mà sỏi và những bệnh lý khác được loại trừ. Nhiều bệnh nhân bị đau dai dẳng hay tái phát sau phẫu thuật cắt túi mật. Tỷ lệ này cao hơn ở những bệnh nhân phẫu thuật theo ý muốn chứ không phải là cấp Không cứu. phải phẫu thuật chương trình, hay là phẫu thuật chương trình phải đấy, muốn phẫu thuật chương trình hơn là phẫu thuật cấp cứu. Và ở bệnh nhân không có sỏi và ở những bệnh nhân mà cái triệu chứng nó ít điển hình đó, tức là những cái trường hợp nó đau khủng khiếp vô cấp cứu phải mổ cắt á, thì cái tần suất nó ít hơn những cái người mà cái đau nó không có dữ dội, nó đau không có điển hình là phải mổ chương trình tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn chẩn đoán của rối loạn chức năng cơ vòng ốt đi là bao gồm cái tiêu chuẩn chẩn đoán của đau đường mật.
có gan hay là giãn giãn đường mật, nhưng mà không phải là cả hai. Không có sỏi đường mật hoặc là không có những cái bất thường về cấu trúc. Cái tiêu chuẩn thêm vào là amila hoặc là lipa thì bình thường. Đo cái áp lực mà của cơ vòng OD á, thì bất thường, và đo cái sạch hình gan, sạch hình gan mật, gan đường mật. Yeah. Về sinh lý bệnh. Dạ, yeah. Sinh lý bệnh là phản xạ cơ thắt túi mật với sự căng phồng của túi mật thì nó sẽ dẫn đến giãn cái cơ vòng. Sự gián đoạn của phản xạ này thì có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cơ vòng, cho thấy tác động co bóp tiếp của CCK đối với cơ trơn. Mô viêm trong cái viêm túi mật sẽ kích hoạt các tế bào thần kinh cảm thụ, và nếu nó kéo dài thì sẽ dẫn đến tăng sự nhạy cảm, và cái sự tăng lên trong toàn bộ con đường gây đau. Đó mà là tăng cảm giác đau trong hầu hết bệnh nhân đường mật. Dạ, ở hầu hết bệnh nhân mắc bệnh túi mật thì phẫu thuật cắt túi mật loại bỏ kích thích đang diễn ra thì sẽ trở lại trạng thái bình thường, nhưng ở một số ít bệnh nhân việc tăng đó vẫn ở mức cao thì nó sẽ kích hoạt hoạt động cảm thụ và cảm giác đau. Có một hiện tượng có liên quan thích hợp là nhạy cảm chéo, có nhiều phủ tạng đang chia sẻ cảm giác bên trong. Ví dụ như mà đau ở một cái chỗ nào á, thì nó sẽ ra, mình nhìn mình tưởng là nó sẽ đau ở những chỗ tạng khác nữa. Em đọc em thấy nó như vậy. Nói chung là tại vì nó chia sẻ cái bị ảnh hưởng bởi cái dây thần kinh nó tương tự nó của nhiều tạng á, thành ra nhiều lúc nó bị đau tạng này, mà em ví dụ cái tạng này nó có tổn thương nha, em là cảm giác nó đau ở tạng khác là vậy đó, ý nó vậy đó. Dạ. Công việc đầu tiên của một bệnh nhân bị đau sau cắt túi mật là phải loại trừ các nguyên nhân thực thể. Dạ. Dạ. Nguyên nhân thực thể. Vẫn còn sỏi hay là chỉ cắt bán phần túi mật. Các biến chứng sau phẫu thuật như là rò mật hoặc là tắc ống dẫn lưu, các rối loạn trong ổ bụng khác chẳng hạn như là viêm tụy, bệnh gan nhiễm mỡ, loét dạ dày, IBS và rối loạn cơ xương. Rối loạn chức năng, có tiêu chức năng và rối loạn cơ xương. Khám lâm sàng và hỏi bệnh sử kỹ. Khám lâm sàng và hỏi bệnh sử kỹ. Tiếp sau đó thì sẽ làm xét nghiệm máu tiêu chuẩn về gan và tụy, nội soi dạ dày, siêu âm bụng. Mặc dù ban đầu có thể sử dụng siêu âm hay CT scan hay MRCP hoặc là tức là đầu tiên là đầu tiên thì có thể là làm siêu âm với CT thì có thể là có giúp ích, nhưng mà đôi khi mình phải cần làm tới MRCP và EUS, tức là siêu âm qua nội soi. Và hiện nay EUS được xem là làm cái phương tiện tốt nhất để loại trừ sỏi ha. Sỏi đường mật á, đất stone là sỏi đường mật và bệnh lý của vú. Cái vú á. Yeah. Cái này là cái bước mà chẩn đoán ở đúng rồi. Mà còn ha, okay. Cợt hoặc là nặng hoặc là trên thượng vị hoặc là ở hạ sừng phải kéo dài trên 30 phút này, kiểm tra hết siêu xét nghiệm về mật tụy này, siêu âm này, soi này, CT MRI này, nếu không có gì hết thì làm EUS, nếu mà có thì mình chẩn đoán là nguyên nhân rồi. Còn EUS vẫn âm tính nữa thì nghi ngờ rối loạn về chức năng này. Lâm sàng nghi ngờ, nếu mà lâm sàng nghi ngờ cao thì coi chừng nó là rối loạn về chức năng túi mật, còn nghi ngờ thấp nữa thì là có thể đã lập có dạng đau nào đó mình không giải thích được. Và đôi khi mình phải làm tới về hình ảnh động, ví dụ như mình làm về xạ hình túi mật đó. Nói chung là vậy thôi. Mình thì chỉ làm tới được cái mức này thôi. Nếu mình có phương tiện EUS nữa thì rất là tốt. EUS thì ở miền Trung và miền Bắc đã làm, nhưng mà miền Nam mình có vẻ là chưa có. EUS ở đây chỉ có bên Chợ Rẫy. Chợ Rẫy làm được rồi ha, ok. EUS nó rất là, nó phát hiện cái bệnh lý về tụy và mật đường mật rất là tốt, cực kỳ tốt.
Rồi, đây là cái đau sau khi cắt túi mật. Cũng vậy á, cũng kiểm tra hết. Rồi cũng làm EUS, cũng y vậy thôi, không có khác gì hết nên ha. Rồi, một số vấn đề mình cần lưu ý. Đọc đi Hương. Dạ, ý kiến cho rằng là rối loạn chức năng của cơ vòng tụy có thể gây đau tụy và viêm tụy là phổ biến. Có lẽ như là một phần mở rộng hợp lý cho rằng cho sự đồng thuận rằng tăng áp lực cơ vòng có thể gây đau đường mật. Sự tắc nghẽn tại cơ thắt thì gây ra viêm tụy trên một số tình huống lâm sàng, bao gồm các khối u của nhú, sỏi, đường mật và bởi chất nhầy chèn ép vào khối u niêm mạc trong tụy. Và cái nút nhầy, ha? Những cái nút nhầy ở trong những cái khối u, mà u nhầy của trong cái tụy á. Yeah. Thêm vào đó thì opioid á phiện có thể tăng làm cái áp lực của cơ của phát thắt và nó góp yeah. phần những cái cơn viêm tụy cấp. Cuối cùng những bệnh nhân mà có những cái cơn viêm tụy không giải thích được thì được nghĩ được tìm thấy là do gì, áp lực cơ thắt. Yeah. Có tăng áp lực cơ thắt tụy. Ừ. Mình có mấy cái nguyên nhân mà viêm tụy không tìm ra nguyên nhân đó thì mình biết thêm được một cái này nữa. Tiêu chuẩn chẩn đoán. Dạ, yeah, tiêu chuẩn chẩn đoán của rối loạn chức năng cơ vòng OD là có bao gồm những cái tiêu chuẩn sau. Là cái này là có báo cáo hả chị? Có báo cáo. Tái phát, từng đợt tái phát của cái viêm tụy, cơn đau điển hình với amila hoặc là lipa tăng trên 3 lần bình thường và hoặc là hay. Có bằng chứng về hình ảnh của cái viêm tụy cấp, có một vài cái căn nguyên của cái viêm tụy cấp được loại trừ, siêu âm qua nội soi thì âm tính, cái đo áp lực cơ thắt thì cũng bất thường. Hương à, dạ. Nói chung là cũng hết cái bài này rồi. Thì mỗi bài nó sẽ có những cái điều trị riêng. Thì mấy em chỉ nắm để mấy em biết những cái cơ bản thôi. Thì cái phần điều trị mấy em, ví dụ mấy em đi lâm sàng, mấy em gặp những cái tình huống như vậy thì mấy em sẽ coi vào cái phần điều trị của từng bệnh nha. Còn mình không có thời gian để mới đi vô từng cái đâu. Thì là cái file tiếng Anh mà đầy đủ hết đó, cái file tiếng Anh đầy đủ hết đó chị gửi cho Hương á Hương. Dạ yeah. Thì Hương forward lại trong Zalo cho chị để chị gửi lên cho các bạn, để những cái bạn nào mà dân dạ. tiêu hóa thì mấy bạn gặp những cái ca đó thì phải xử trí như thế nào thì mình đi vô mình đọc ha. Dạ. Nha. Ừ. Rồi, tại vì bây giờ chị không cho quyền mấy bạn vào trong cái group sau đại học mấy bạn nói nữa, tại mấy bạn nói lung tung nhiều quá. Thành ra bây giờ cái phần đó chỉ có để cho bộ môn với giáo vụ để thông báo là cái kênh thông báo cho các bạn về vấn đề học hành thôi. Còn các bạn muốn trao đổi với nhau thì các bạn tự làm những cái group riêng trong lớp của mình. Bây giờ cái để mở cái bài nói lớp qua cho các bạn cái phần điều trị. Bây giờ em mở cái bài về rối loạn chức năng thực quản nha, để cái này hơi khó, để coi cái phần điều trị những cái phần nào mình nói rồi thì mình sẽ lướt qua nghe một lần nữa cho nó thấm, chứ nhiều lúc cũng chưa có hiểu hết đâu. Thì cái phần này gặp thường xuyên lắm khi mình khám bệnh cho bệnh nhân. Cái bài này là một cái bài trình bày của tôi vừa rồi vào tháng 7 cũng mới. Rồi, tiếp cận rối loạn chức năng thực quản ha, nhanh thôi nha mấy em ha, định nghĩa cái này mình học rồi ha, định nghĩa rối loạn thực quản chức năng là cái gì mình học rồi, và mình phân nhóm mình cũng học rồi nha, mình phân nhóm cũng có 5 cái, thứ nhất là đau ngực chức năng ở nóng chức năng tăng nhạy cảm cho trào ngược lobus và khó nuốt nha.
Rồi vai trò trục não ruột là mình cũng nói rồi. Bây giờ cái đặc tính lâm sàng mấy bạn để ý tí xíu. À, trong năm cái nhóm của mình á, thì những cái nào mà nó có liên quan đến vấn đề axit tí xíu á, thì nó còn đáp ứng với PPI, còn hầu như nó không có đáp ứng. Ví dụ Clobus, nếu mà Clobus này được của trào ngược á, thì nó có đáp ứng với PPI. Còn lại cái đau ngực ở nấm chức năng là không đáp ứng. Còn viên tăng nhạy cảm do trào ngược hôm bữa nói rồi, vì nó có liên quan đến vấn đề tiếp xúc với axit. Nhưng mà mặc dù cái axit đó là tiếp xúc là sinh lý nhưng vẫn có triệu chứng, thành ra vẫn có đáp ứng với PPI. Khó nuốt chức năng cũng có đáp ứng với PPI ha. Rồi nội soi thì đương nhiên là nó hoàn toàn bình thường hết nha, nội soi thì không có phát hiện được cái gì hết. À, hoặc là đo về rối loạn về vận động cũng không có phát hiện được gì hết. À, đặc biệt làm cái pH monitoring, thì pH monitoring nó khi theo dõi cái pH và có theo dõi trở kháng á, thì mình thấy là tiếp xúc axit là bình thường hết. Nó chỉ có một cái tiếp xúc axit bất thường thôi. Tiếp xúc với axit bình thường, tất cả là tiếp xúc axit bình thường hết, tức là nó không có trào ngược, không phải là bệnh gợt, nhưng mà chỉ có một cái duy nhất mà nó có cái mối liên quan giữa trào ngược sinh lý với triệu chứng, đó là tăng nhạy cảm thực quản, nên nhớ ha, chỉ có cái này thôi. Và nó chồng lấp thì cái thằng nào nó chồng lấp với gợt, nó chồng lấp với gợt thường là hai cái thằng này, thằng ở nấm chức năng và tăng nhạy cảm do trào ngược, và nó chồng lấp với gợt, tức là cái người bị gợt có thể chồng thêm hai cái thằng rối loạn chức năng này nữa. Đó là một trong những cái rất là khó ha. Về vấn đề điều trị thì khi điều trị liên quan đến vấn đề điều trị rối loạn chức năng thì mấy em thấy đều có vai trò của pain modulator, có nghĩa là điều hòa cảm giác đau, tức là những cái thuốc về thần kinh đó, có trấn an, có những thuốc chống trầm cảm ha, vân vân. Em thấy là nó có vai trò của những cái này. Bây giờ nếu những cái trường hợp mà khi mà điều trị PPI mà không đáp ứng á, thì mình có cái đầu tiên là mình có một cái khái niệm đó là gợt kháng trị. Thì hôm bữa mình cũng đã nói rồi, gợt kháng trị là những cái về đồng thuận châu Á Thái Bình Dương, là khi những cái triệu chứng này không đáp ứng với liều PPI liều chuẩn trong vòng 8 tuần lễ. Nhưng mà ở châu Âu á, thì cái tiêu chuẩn của nó là phải sử dụng PPI điều chuẩn 2 lần một ngày và phải đến 12 tuần lễ. Và nguyên nhân của gợt kháng trị, tức là mình nghĩ là gợt, nguyên nhân của triệu chứng gợt kháng trị, tức là mình nghĩ triệu chứng này là gợt nhưng mình điều trị nó không đáp ứng á, thì các bạn nhớ cái quan trọng nhất là mình điều trị cái ức chế toan là nó chưa có đủ ha. Mình sử dụng thuốc ức chế toan này không có đúng, vấn đề tuân thủ của bệnh nhân, thời gian sử dụng thuốc, cách uống như thế nào, liên quan đến vấn đề tính đa hình của xếp 2C19, hoặc là cái này là trào ngược mà axit yếu, hoặc là trào ngược không phải axit mà mình điều trị ức chế toan không thì nó không đủ, hoặc là đây những cái trường hợp mà mình chọn đón nhầm ha, hoặc là trào ngược ở đây là dòng ngược từ tá tràng trở lên, thực quản trong ngực dịch mật. Một cái nhóm quan trọng là rối loạn về chức năng đi kèm, hồi nãy có nói là ở nấm chức năng và kèm theo cái gì tăng nhạy cảm do trào ngược, hoặc kèm theo những cái bệnh lý về chức năng khác, ví dụ như IBS, thì những trường hợp này mình điều trị cũng rất là khó khăn. Và đương nhiên là mình phải loại trừ tất cả những cái nguyên nhân về thực thể ha, mà trong này nó có một cái hội chứng ngay lại hồi nãy mình nói đó, loại trừ hết các nguyên nhân về thực thể. Thì cái rối loạn về chức năng này nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong những trường hợp mà mình chẩn đoán là gợt kháng trị. Thì đây là một nghiên cứu cho thấy rằng là đối với những bệnh nhân mà sử dụng PPI ha, sử dụng PPI đã 2 lần một ngày rồi mà mình thấy nó vẫn không có triệu chứng, nó vẫn ở nóng ở trớ, các triệu chứng về trào ngược vẫn còn, thì người ta thấy vai trò của nó, rối loạn về chức năng thực quản chiếm đến gì 90%, 55% là ở nấm chức năng và 35-36% là tăng nhạy cảm trào ngược. Chỉ có một cái tỷ lệ rất là nhỏ, khoảng 10% là thực sự là gợt, mình chưa kiểm soát được thôi nha. Như vậy rõ ràng những trường hợp mình điều trị không hiệu quả trên lâm sàng, mình đã sử dụng PPI liều tối đa rồi, mình sử dụng các phương pháp khác rồi mà nó không đáp ứng, thì coi chừng 90% là liên quan đến rối loạn về chức năng. Và trong cái châu Á Thái Bình Dương và cách tiếp cận ở những trường hợp mà thất bại với PPI á, thì mình phải xem xét, mình đánh giá, mình nội soi ha, mình nội soi. Và đôi khi mình còn phải chụp cái barret để mình loại trừ achalasia. Nếu mình có điều kiện thì mình làm manometry. Rồi những cái trường hợp ở châu Á Thái Bình Dương, đa số những cái tình huống mình không có cái đo cái pH thực quản á, thì mình điều chỉnh lại, mình sử dụng thuốc ức chế toan tối ưu, mình điều đổi cái PPI cái thế hệ mới á, ví dụ như mình đổi qua isome hoặc rabe thì nó ức chế toan mạnh hơn, hoặc là những cái thế hệ mà tác dụng kéo dài á, mình thêm anginat, mình học rồi, mình thêm ức chế thụ thể H2 vào ban đêm, cũng có những cái tình huống mà bùng phát axit về đêm. Và lúc đó thì mình nghĩ là rối loạn về chức năng, đúng không? Mình nghĩ là có thể có kèm rối loạn chức năng, thì mình bắt đầu mình thử sử dụng những cái thuốc
gọi là modular, pan modular hoặc là neuromodulator, tức là những thuốc điều hòa bệnh thần kinh nha. Thì tiếp cận của ACA là Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2018 cũng vậy thôi. Nếu mà mình ở nóng một lần một ngày mình sử dụng mà mình thấy nó không có đáp ứng thì mình cũng xem xét, đương nhiên là những trường hợp mà có triệu chứng báo động thì phải nội soi rồi. Mình xem xét, mình đánh giá xem ca những cái trường hợp này, cái vấn đề mà thay đổi lối sống nó đã ok chưa, vấn đề ăn ngủ mình hướng dẫn bệnh nhân có đáp ứng chưa, vấn đề tuân thủ, vấn đề liều lượng nó như thế nào. Mình đổi có cái PPI loại khác tốt hơn, mình kết hợp thêm những cái thuốc khác, trong đó cho có Gaviscon, chế tự thể H2, cách phối hợp như thế nào em học hết rồi, baclofen, prokinetic ha. Rồi nếu mà nó không đáp ứng nữa thì mình tăng liều lên gấp đôi, nếu tăng đáp ứng liều lên gấp đôi đó vẫn không đáp ứng nữa thì mình soi những trường hợp mà chưa có soi ha. Còn những trường hợp soi rồi thì ở nước ngoài người ta có cái pH monitoring trợ kháng thì mình đo để mình xác định được gì, mình xác định được phải làm cái gợt hay là cái này là gì, cái này là một cái ở nóng chức năng đi kèm, hoặc là cái này là một cái tăng nhạy cảm do trào ngược. Cách mình học hồi nãy đó về cái thay đổi lối sống thì mình học rồi ha, tối ưu hóa PPI như thế nào thì mình cũng phải cẩn thận. Đa số là bệnh nhân là gì, nó không có tuân thủ ha. Cách uống nhớ là uống trước khi ăn, bữa ăn đầu tiên và cuối cùng trong ngày từ 30 đến 60 phút, cái này học rồi nha. Cách uống là quan trọng và thức ăn phải có chất gì, chất đạm ha. Sử dụng những cái thuốc ức chế tăng mạnh, những cái thuốc có tác dụng kéo dài, khởi đầu quá dài và ít ảnh hưởng về kiểu hình ship 2C19, thường là sử dụng thế hệ thứ hai là tốt nhất. Rabeprazole và esomeprazole nó đưa cái pH dạ dày trên 4 là cao nhất, cái phần trăm cao nhất và cái pH trung bình của nó cũng là cao nhất so với thế hệ thứ nhất. Đây là những nghiên cứu cho thấy ở thế hệ thứ hai cũng vậy thôi ha. Ở thế hệ thứ hai thì cái khả năng mà ức chế toan nó mạnh hơn so với hai thế hệ đầu, với thế hệ đầu tiên. Cái này thì không cần để nói một số. Về tối ưu hóa điều trị là ngoài khi mình sử dụng PPI tối ưu rồi mà không bớt, hoặc là mình có thể phối hợp ngay từ đầu là Ischinat với chế thụ thể H2 hoặc Prokinetic. Cái này mình học rồi thì người ta thấy kết hợp PPI với Ischinat thì tốt hơn sử dụng PPI đơn thuần ha. Ischinat cách uống của nó là uống ngay sau ăn trong vòng 1 giờ, theo 3 bữa ăn hoặc là 4 lần một ngày, cứ thêm một lần buổi tối trước khi đi ngủ. Ức chế thụ thể H2 đối với những trường hợp mà bùng phát axit về đêm, cái này mình cũng học rồi ha. Mình sử dụng là liều gì? Liều gấp đôi ha. Liều ví dụ như là Zantac là ranitidine thì bù là 300 mg một viên buổi tối trước đi ngủ. Nếu mà viên 150 thì 2 viên, hoặc là famotidine 40 mg hoặc nizatidine là viên nó là 30 mg ha. Mình cứ viên một lần buổi tối trước khi đi ngủ thôi. Không sử dụng chung với ức chế thụ thể H2 mà sử dụng trước khi đi ngủ. PPI thì sử dụng trước ăn. Cho còn prokinetic thì năm 2020 người ta thấy rằng prokinetic khi phối hợp vào với PPI thì nó cải thiện triệu chứng so với đơn trị liệu và nó nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt những bệnh nhân nào mà có kèm theo khó tiêu chức năng nữa, tức là có các triệu chứng đầy hơi, mau no, ha vân vân, thì nên sử dụng prokinetic nó rất là tốt. Thì vấn đề nội soi ha, nếu mà ở nóng mình soi ra, mình nếu soi ra bất thường, viêm thực quản trào ngược, barret thực quản thì nó chiếm khoảng 30%, còn lại soi ra nó hoàn toàn bình thường thì mình làm cái pH thực quản, phần này mình học rồi. Nếu pH thực quản bất thường thì cái đó là trào ngược mà không có tổn thương trên trên dạ dày gọi là nợt. Còn nếu pH thực quản bất thường, pH thực quản hoàn toàn bình thường, nhưng mà nếu mà nó có triệu chứng nó liên quan đến vấn đề gì, trào ngược sinh lý thì nó là gì, tăng nhạy cảm thực quản. Còn nếu nó là gì không có mối liên quan đến triệu chứng, nó là ở nấm chức năng đó. Mấy bạn thấy không, vai trò của tăng nhạy cảm trào ngược và ở nấm chức năng nó chiếm một cái tỷ lệ khá là cao ha. Trong những cái tình huống mà gì, trong những tình huống mà mình thấy rằng nội soi hoàn toàn bình thường hoặc là pH thực quản bình thường, được chủ yếu là hai hội chứng này anh hay kèm với gợt. Còn những cái bất thường rối loạn về thực quản khác thì nó lại có ít kèm với gợt, cái này cũng vậy thôi. Nhưng mà cái này nó có cái thêm là gì, cái off PPI và on PPI. Những trường hợp nào mà bệnh nhân này đã được chẩn đoán là gợt trước đó rồi, tức là nội soi hoặc đã thấy có tình trạng viêm trào ngược hoặc là barret trước đó rồi, bây giờ có triệu chứng mà mình không có đáp ứng hoàn toàn thì mình làm cái on PPI, tức là bệnh nhân vẫn tiếp tục uống PPI. Thì mình cũng đánh giá thì mình thấy cái nguyên nhân của nó cũng hai cái. Nếu mà có chức năng nó kèm theo overload, tức là vừa gợt đã được chứng minh trước đó rồi, bây giờ bệnh nhân có thêm hai loại chức năng khác, ví dụ như ở nóng chức năng hoặc là tăng nhạy cảm do trào ngược, thì nếu mấy bạn điều trị cái gợt thông thường thôi á mà không có vai trò của cái thuốc điều hòa thần kinh á thì bệnh nhân không có bớt đâu ha.
Còn cái nhóm mà không được chứng minh là gợt, trước đây chưa được chứng minh là gợt gì hết, thì mấy bạn cũng làm cái off PPI, có thể có trở kháng. Từ đó mình chia làm 3 nhóm. Nếu mà tiếp xúc axit bình thường không có mối liên quan với triệu chứng thì là ở nấm chức năng. Nếu có mối liên quan là gì? Tăng nhạy cảm, rầu ngược. Còn nếu mà nó tiếp xúc axit bất thường và nó có mối liên quan luôn, nó là nợp, tức là gợt mà không có biểu hiện trên nội soi. Là người thấy thằng cái overlap này nè, tức là trên cái người đã chứng minh là gợt rồi á, mà mình điều trị PPI mà nó không đáp ứng á, ha, thì đến 62,5% là nó kết hợp với cái thằng ở nấm chức năng, và 12,5 là nó kết hợp với phần tăng nhiệt cảm trào ngược. Chỉ có 25% là thật sự là trào ngược thôi, là do mình điều trị gì, mình điều trị PPI nó không đáp ứng ha. Như vậy các bạn thấy là nó có vai trò đến 65% là ở nấm chức năng. Mà ở nấm chức năng thì sao? Mình có tăng liều PPI đến mức nào nữa? Mấy bạn nhớ PPI là liều tối đa, là liều chuẩn 2 lần một ngày thôi, không có liều 3 lần một ngày nha. Liều tối đa của PPI là 2 lần một ngày ha, liều chuẩn 2 lần một ngày. Tại là khi mình tăng tới liều 2 lần một ngày rồi mà không đáp ứng thì coi chừng nó chồng đắp thêm những cái rối loạn về chức năng, đôi khi mình phải sử dụng thêm những cái thuốc khác. Rồi cái ở chống chức năng thì cái này mình học rồi ha, cái này mình cũng học rồi, hôm bữa Hương nói hết trơn rồi. Về vấn đề điều trị, về vấn đề điều trị thì cải thiện về đầu tiên mấy bạn phải vấn đề về thay đổi về lối sống ha, giống như là thay đổi lối sống của gợt vậy đó. Mình phải cải thiện về giấc ngủ, cái giấc ngủ nó quan trọng lắm. Cái giấc ngủ mà nó không cải thiện được thì bệnh nhân sẽ không hết triệu chứng. Đa số những tình huống này bệnh nhân hay bị mất ngủ. Về thuốc thì mấy bạn thấy đa số những cái chức năng người ta sẽ sử dụng thuốc chống trầm cảm ba vòng, ASSRI là ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc, Tagaserot ức chế thụ thể H2 ha, chế thụ thể H2 nó lại có vai trò trong vấn đề điều trị nấm chức năng. Melatonin, melatonin là cái gì các bạn biết rồi. Melatonin là mấy cái thuốc mà thực phẩm nó hay bán ở Mỹ bán tự do để điều trị mất ngủ, nó là một cái chất do tuyến tùng tiết ra mà điều hòa giấc ngủ. Thì cái melatonin hiện nay tôi cũng đang uống. Rồi những cái phương pháp khác thay thế, ví dụ như châm cứu hoặc là những can thiệp về vấn đề tâm thần, ví dụ như là thôi miên ha. Về thuốc thì chống trầm cảm ba vòng thì mình xài emipramine, thường emipramine bên này rất là khó, thì mấy bạn có thể xài amitriptyline cũng được, hoặc là những cái loại khác như emipramine người ta chứng minh là có hiệu quả ở liều thấp, mặc dù là người ta thấy không có khác biệt với placebo trong vấn đề giảm triệu chứng và cải thiện về chất lượng cuộc sống. Mấy cái này người ta nghiên cứu về ACT người ta không thấy. SSRI thì phải fluoxetine ha, fluoxetine thì thấy cải thiện này. Serotonin agonist tegaserot thì có thấy có cải thiện này, ức chế thụ thể H2 có này. Melatonin này, melatonin 60mg nhân 2 lần ha, thì cải thiện về chất lượng cuộc sống và cải thiện triệu chứng gợt. Đối với tăng nhạy cảm trào ngược thì về tiêu chuẩn mình học rồi. Là mình có các triệu chứng đau ngực đó, mấy bạn sẽ coi thuốc này. Thuốc, những cái thuốc mà điều hòa cảm giác đau trong rối loạn thực quản chức năng nói chung này, đây là tất cả những cái thuốc chung, thì bạn sẽ thấy imipramine, amitriptyline là cái nhóm chống trầm cảm ba vòng. Thì đặc biệt cái amitriptyline này á, nó điều trị cái đau ngực không do tim, cái đau ngực chức năng á, mà nó điều trị clobus nha các bạn nha. Cái clobus thì nó có vai trò của amitriptyline, liều của nó là 10 đến 25mg mỗi ngày. Seralin, paracetin, citalopram, đó là những cái thuốc điều trị trầm cảm rất là nhiều á mấy bạn, thì nó điều trị chủ yếu là đau ngực chức năng. Mấy bạn để ý mấy cái đau ngực chức năng, RH tăng nhạy cảm do trào ngược, cái liều của nó thường là thấp, hoặc là trazodone này mình thấy xài cũng khá là nhiều nè. Ranitidine thì bây giờ thì hạn chế rồi, theophylline cũng đau ngực chức năng thôi, và gabapentin thì chủ yếu điều trị clobus. Hôm bữa nói mấy bạn có hai cái thuốc mà điều trị clobus hiệu quả, đó là amitriptyline và gabapentin là neurontin á nha. Rồi đó là những cái phương pháp điều trị thì liên quan đến rối loạn chức năng thực quản. Mình cứ sử dụng hết thuốc đi, nếu mà không hiệu quả thì mình nên phối hợp, mình thêm phối hợp thì nó hay chồng lắp thêm cái rối loạn chức năng thực quản, và đôi khi nó không phải là gợt mà nó là rối loạn chức năng thực quản. Mình điều trị hoài nó không có hết ha. Là như cái vậy là cái phần đó là chức năng thực quản là mấy bạn cũng nắm sơ sơ rồi, có gì mình tự nghiên cứu thêm nha.
Rồi những cái hội chứng kia thì bạn muốn bạn nào cần tìm hiểu thì Hương nó sẽ gửi, hôm bữa là chị gửi cho Hương tất cả các bài bằng tiếng Anh này đó, Hương gửi cho các bạn. Để các bạn ví dụ như đọc thêm là mình điều trị như thế nào, mình đọc những cái tình huống đó. Còn là trong cái phần rối loạn chức năng mình sẽ có hai cái bài mình sẽ các bạn sẽ trình, đó là IBS với là khó tiêu chức năng đúng không? Rồi. Rồi, thế bạn nào thắc mắc gì không? À, chị ơi, tại vì cái group mà sau đại học á, thì họ không có gửi được. Em gửi qua Zalo cho chị lại hết đi, chị gửi lên Dạ, để em gửi lại Zalo cho chị.